Bí ẩn kỳ lạ, một cụ bà đến từ Sơn Tây đã trải qua 3 lần đổ thai trong 158 năm. Bạn có thể nhớ được bao nhiêu đời của mình trong nhân quả luân hồi? Một cụ bà ở Trung Quốc đã nói rằng mình đã trải qua 3 lần tái sinh trong vòng 158 năm. Tuy nhiên, mỗi kiếp lại là một số phận không hề giống nhau. Ở kiếp trước, bà là học giả xuất sắc, nhưng kiếp này lại là một cô gái làng quê không được đi học. Nếu thực sự có người tái sinh, thì có phải lục đạo luân hồi mà chúng ta hay nói đến thực sự tồn tại? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống khám phá trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Phật giáo tin rằng con người thực sự có thể tái sinh. Trong lục đạo luân hồi thì cõi trời, cõi thần và cõi người là 3 con đường tốt, còn cõi súc sinh, cõi địa ngục và cõi ngạ quỷ là 3 con đường xấu. Cái gọi là lục đạo luân hồi, tức là mọi việc trên đời đều tuân theo quy luật nhân quả từ kiếp trước để tái sinh vào 6 cõi khác nhau này. Người xưa thường nói về nghiệp chướng luân hồi chính là nếu một người kiếp trước làm quá nhiều điều ác sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, không thể tái sinh. Ngược lại, nếu một người kiếp trước tích đức làm thiện, sau khi qua đời chắc chắn sẽ được tái sinh vào một môi trường tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, hầu hết chúng ta không nhớ được ký ức kiếp trước của mình, vì như đã nói trong kinh Phật, việc nhập thai, trú thai, xuất thai là một quá trình vô cùng đau đớn. Vậy nên, khi con người ra đời thì ký ức về kiếp trước cũng hoàn toàn mất đi. Tuy nhiên, trong lý thuyết Phật giáo, nếu đã đạt đến một mức độ nhất định trong việc tu hành, năng lực tâm linh có thể chịu đựng được nỗi khổ của nhập thai, trú thai và xuất thai, thì cũng có thể mang theo ký ức của kiếp trước mà tái sinh. Trong nhân gian, những người như vậy sẽ được gọi là người tái sinh. Vào ngày 3 tháng 2 âm lịch năm 1916, tại làng Hoàng Thạch thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, có một cô bé tên Nghê Văn Khởi được sinh ra. Những năm đó nhà đều nghèo, nên chỉ một số ít trẻ em mới có cơ hội đi học. Nghê Văn Khởi cũng như hầu hết các cô gái khác chưa bao giờ được đến trường. Một hôm, cô được cha mẹ dẫn đến ngôi làng cạnh bên, cách đó 5 km, nơi mà cô được sắp xếp sẽ kết hôn trong tương lai. Tuy nhiên, sau này khi đã 93 tuổi, Nghê Văn Khởi bất ngờ trở nên nổi tiếng khi câu chuyện bà có thể nhớ về ký ức tiền kiếp được chia sẻ rộng rãi. Ban đầu vào thời điểm đó, mọi người trong làng, kể cả cha mẹ của Nghê Văn Khởi đều nghĩ rằng đó là lời nói đùa của một đứa trẻ. Nhưng nhìn vào cách cô ấy nói, cử chỉ, hành động, thật khó mà nghĩ cô bé 8 tuổi này giống như một đứa trẻ bình thường. Chẳng hạn cô ấy rất hiểu biết về tính cách của lừa. Một lần khi một con lừa nuôi trong làng trở nên điên cuồng, chỉ cần một vài lời khuyên của Nghê Văn Khởi, nó lại trở nên ngoan ngoãn, hiền lành. Trong nhà trưởng thôn có một cậu con trai 14 tuổi đang đi học. Lúc Nghê Văn Khởi tới nhà trưởng thôn chơi, cô chỉ cần đọc qua vài dòng nội dung trong sách đã có thể thản nhiên giải thích được những từ ngữ trong này, giúp con trai của trưởng thôn ngay lập tức hiểu bài. Nghê Văn Khởi cho biết rằng đó là những kinh nghiệm mà cô đã được dạy từ kiếp trước. Điều khiến mọi người giật mình nhất là từ nhỏ đến lớn, Nghê Văn Khởi chưa bao giờ rời xa khỏi làng. Cô cũng chưa từng đi học hay đọc qua một cuốn sách nào lại có thể viết chữ Hán tự đẹp đến như vậy. Cô thậm chí còn thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, đọc chúng một cách trôi chảy. Liệu trên đời có thật sự tồn tại người tái sinh không? Trong ký ức kiếp trước của Văn Khởi, cái tên kiếp trước của cô chính là Diếp Văn Quốc, tự là Hữu Minh, đến từ Hà Nam. Cô ấy tự cho mình đã trải qua 3 lần luân hồi và tái sinh trong 158 năm với 2 đời là phụ nữ, 1 đời là nam nhân. Nghe Văn Khởi mặc dù từ khi mới sinh đã phải đối mặt với hoàn cảnh nghèo khó, không được học hành, nhưng lại vô cùng tài năng, khéo léo và rất giỏi các môn thủ công. Ngoài ra, Văn Khởi còn có tấm lòng hiền lành, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mặc dù chưa từng đi xa, nhưng cách nói chuyện và cử chỉ của cô ấy giống như một người đã từng nhìn thấy rất nhiều nơi trên thế giới. Vì thế mà mọi người trong làng đều thích trò chuyện cùng Văn Khởi. Sau khi nghe Văn Khởi kể lại về kiếp trước và hiện tại của mình, có một phóng viên đặc biệt đến tận nơi xa xôi hẻo lánh để trực tiếp phỏng vấn bà. Thời điểm đó là vào năm 2010, khi Nghê Văn Khởi đã 90 tuổi. Bà còn bắt cháu trai dọn dẹp một ngôi nhà trong hang động để ở cùng phóng viên trong suốt 3 ngày. Theo mô tả của Nghê Văn Khởi,
Trong kiếp đầu tiên, cô là một người đàn ông được sinh ra tại Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây với tên gọi Chu Quý Tài. Bản thân không chịu học hành nên khi cha mẹ qua đời, Chu Quý Tài bắt đầu kiếm sống bằng nghề mua bán lừa và ngựa. Mặc dù cả đời không lấy vợ sinh con, nhưng cuộc sống của anh lại vô cùng thoải mái và dư giả. Thế nhưng do làm việc quá sức, Chu Quý Tài đã mắc bệnh rất nặng, qua đời khi mới 37 tuổi. Bởi vì đã giao tiếp với lừa và ngựa suốt hơn 20 năm, anh đã hiểu rõ về thói quen sống của chúng, nên khi còn nhỏ, Nghe Văn Khởi mới có thể dựa vào kinh nghiệm của đời trước để giúp người trong làng kiểm soát được con lừa điên cuồng. Vào kiếp thứ hai, Chu Quý Tài tái sinh vào thời Thuận Trị trong một gia đình quan lại họ Diệp ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Ở kiếp này, cô là một tiểu thư từ nhỏ sức khỏe đã yếu. Vì cha tiếc nuối cô không phải là con trai nên đã đặt tên cô là Diệp Văn Quốc. Do sức khỏe yếu đuối, Diệp Văn Quốc thường không ra khỏi nhà, nhưng cha cô vẫn thuê thầy đến nhà dạy để dạy học. Năm Thuận Trị thứ 16, người anh họ của cô vì muốn tham gia kỳ thi hội nhưng học vấn quá kém, sợ mất mặt. Vì vậy, anh ấy đã khẩn cầu Diệp Văn Quốc giúp đỡ. Diệp Văn Quốc cải trang thành nam nhân và lẻn vào trường thi. Điều không ai ngờ là cô lại đạt giải nhất văn trong kỳ thi đó. Năm Diệp Văn Quốc 29 tuổi, cả gia đình họ đã chuyển đến thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Trên đường đi, Diệp Văn Quốc đã qua đời do bị nhiễm phong hàn. Theo mô tả của Nghe Văn Khởi, thời điểm sau khi qua đời, cô đã gặp Địa Ngục Vương vì đã thay mặt cho em họ tham gia kỳ thi và suýt bị trừng phạt. Tuy nhiên, vì cô không tìm lợi ích cho bản thân nên chỉ bị trừng phạt nhỏ để cảnh cáo. Sau đó chính là đầu thai vào kiếp sau trong một gia đình nghèo khó tại Sơn Tây. Vậy liệu việc tái sinh mà Nghe Văn Khởi nói đến có phải là do cô cố tình bịa đặt? Có thực sự tồn tại người tái sinh hay không? Sau khi các phóng viên phỏng vấn Nghe Văn Khởi, họ đã hỏi thăm hàng xóm của bà và thậm chí tìm đến tài xế xe buýt thường xuyên đi qua con đường giữa Sơn Tây và xã Búi Cầu. Cư dân ở Búi Cầu đều cho biết Nghe Văn Khởi đã sống ở đây hàng chục năm và luôn trung thực, chưa từng lừa dối ai. Họ cũng nói rằng làng của mẹ bà cách đây khoảng 5 km. Những điều mà bà nói, làng dân đã biết từ lâu. Họ còn cho biết rằng ngoại trừ tiếng địa phương, Nghe Văn Khởi còn biết nói tiếng của Hà Nam và Tây An. Mặc dù bà chỉ đến đó một lần trong đời khi còn trẻ để cùng gia đình tìm địa chỉ nhà từ hai kiếp trước. Họ đã tìm thấy ngôi nhà của Nghe Văn Khởi ở Hà Nam và Tây An. Không chỉ vậy mà nhiều nơi còn giống hệt như những gì bà đã kể trước đây. Theo lời của người dân trong làng, cả đời Nghe Văn Khởi chỉ đi qua Hà Nam vài ngày thì làm sao có thể học ngay được tiếng địa phương của người khác chứ? Trong sân nhà của gia đình Nghe Văn Khởi có một cái lò sắt nhỏ vẫn đang sử dụng đến bây giờ. Theo lời người hàng xóm thì lò sắt này là do chính Nghe Văn Khởi tự làm sau khi kết hôn với kiểu dáng Hà Nam. Trong làng chỉ có một cái duy nhất. Vì vậy người dân trong làng đều không nghi ngờ về việc Nghe Văn Khởi đã tái sinh đến 3 lần. Ngoài ra, Nghe Văn Khởi còn nói bà biết tuổi thọ của mình trong kiếp này là ban đầu chỉ 25 tuổi. Nhưng từ năm 8 tuổi, bà bắt đầu có ký ức về tiền kiếp nên đã thể nguyện sẽ xây một ngôi đền Quan Thế Âm cho làng Búi Cầu. Bởi vì không có nhiều tiền nên đến năm 88 tuổi, bà mới xây dựng xong đền Quan Thế Âm. Năm 2007, bà chính thức quy y Phật giáo với pháp danh Diệu Văn. Khi được hỏi tại sao phải tốn nhiều thời gian và công sức để xây dựng ngôi đền, bà nói rằng bản thân chỉ mong Quan Thế Âm có thể ở lại trên thế gian để mọi người biết rằng thế gian thực sự có luân hồi tồn tại. Con người chúng ta phải làm nhiều việc tốt mới có thể mong tái sinh vào ba cõi tốt, tránh xa cõi xấu. Việc Nghe Văn Khởi tái sinh là thật hay giả, có lẽ cần phải chờ đến khi khoa học phát triển đến mức độ nhất định mới có thể đánh giá chính xác. Các bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.